tại là mình kinh doanh bên lĩnh vực là áo cưới, nhãn hiệu của mình là Lucilla Studio. Thì qua hai ngày mình tham gia trong cái lớp Google Adwords nâng cao của thầy Nghĩa. Thì đây là cái lớp đầu tiên thầy đứng cho bên tất cả các bạn bên cho bên. Thì qua quá trình thầy Nghĩa chia sẻ thì làm cho giúp cho các chủ doanh nghiệp hiểu ra được là cái cách là mình làm sao mình chạy quảng cáo và mình kinh doanh trên mạng nó đi theo cái sát cái vấn đề mình cần đưa đến cho khách hàng như thế nào. Qua hai ngày này thì mình không có biết gì về bên IT hay gì hết, nhưng mà mình nhìn cho mình biết được cái chiến lược mình đi như thế nào, thì mình có thể hướng dẫn cho mấy bạn IT ở nhà để bạn làm theo nó sát cái công việc của mình để có hiệu quả tốt hơn. Xin cảm ơn thầy. Google áp dụng cho những doanh nghiệp cái cơ bản nhất cũng như là những cái mà mình thắc mắc và lúc học mình thấy được một cái chiến lược tổng thể, mình đi từ